Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Thánh đồ Phaolô đã nhắc nhở trong Timôthê nhiều về thời kỳ cuối cùng. Và chúng ta nghĩ rằng thời kỳ cuối cùng cách đây 2000 năm đến bây giờ vẫn nói thời kỳ cuối cùng. Nhưng nếu như bạn xem lại hết thảy mọi sự kiện lịch sử đang xảy ra, ngay cả khi liên quân Pháp và Nga đang tìm cách oanh tạc ISIS, Anh cũng tham dự vào trận chiến đó. Mối bất đồng giữa Thổ và Nga, rồi vừa rồi Thổ lại đưa quân sang Iraq, Iraq đưa quân tấn công lại, đưa máy bay tới tấn công lại Thổ. Bạn coi những chuyện như vậy nó không liên quan tới Kinh Thánh sao? Bạn coi như hết thảy mọi điều đang xảy ra ở vùng Trung Cận Đông, nó nằm cách xa mấy chục ngàn km, không có quan hệ gì đến chúng ta sao? Chẳng nhẽ câu chuyện tại bên Mỹ vừa rồi, ở trong một trường phổ thông, trong một trường học, khi hai vợ chồng của một người mang súng tới bắn chết mười mấy người ở trong đó, có một cô gái người Việt Nam cũng bị giết chết tại đó. Nó chỉ cách Los Angeles có 60-70 km. Bạn nghĩ rằng không can hệ gì đến chúng ta tại đây? Bạn ơi, bạn không biết được thời sự đang xảy ra sao? Vừa rồi tại một metro tại London, trong khi mọi người đang đợi xe, đang đợi tàu tới, một tên khủng bố cuồng đạo lấy một con dao túm một người phụ nữ, cứa cổ và miệng kêu lên rằng vì dân tộc Syria, đâm thêm hai người nữa, sau đó bị hạ gục. Điều đó có thể xảy ra tại metro ở Berlin, trong một buổi đang ngồi họp như vậy ở đâu đó, bỗng nhiên có ai đó mang súng vào. Tôi nói như vậy không phải để dọa chúng ta đâu. Tôi muốn nói như vậy để cho chúng ta biết được rằng chiến tranh, như lời Chúa nói, người ta nói rằng bình an, nhưng không hề có sự bình an. Chiến tranh gõ cửa sát nhà của chúng ta. Cách nhà tôi có 3 phút đi bộ, có một trại tị nạn khẩn cấp được thành lập tại trong cái gian thể thao của con trai tôi. Ngay tại đó, hơn 100 người Syria ở đó, họ xếp những cái thảm, những cái đệm nằm ngủ ở trong đó. Bạn nói thì sao? Câu trả lời, ai biết được? Tại một cái bến đợi xe bus, một kẻ nào đó ở trong số đó bắt đầu trồi lên và xuất hiện là một tên khủng bố thì sao? Và bạn hỏi, mục sư muốn nói cái gì ở đây? Tôi đã muốn nói một điều rất là quan trọng để chuẩn bị tấm lòng của chúng ta. Bạn đã sẵn sàng cho cái ngày cuối cùng nếu như chúng ta lìa khỏi thế gian này không? Một câu chuyện tình cảm khác, trong lúc hai vợ chồng tên khủng bố đó quạt súng bắn, một người phụ nữ bên cạnh bị trúng đạn, một người đàn ông ngồi bên cạnh cùng đồng nghiệp nói có tôi đây, và ông lao ra ôm chặt cái cô đó để đỡ đạn. Ông ta chết, cô sống. Và cô đến bây giờ mỗi một lần trả lời phỏng vấn, cô lại nhớ người đàn ông đó chỉ có 3 câu: có tôi đây, đã cứu mạng sống của tôi. Người đàn ông đang ở đâu? Tại sao ông lại hành động như vậy? Tại sao ông không sợ chết? Làm sao để chúng ta không sợ chết? Làm sao để bạn và tôi hiểu được rằng chết không phải là hết? Cách nào để chúng ta không phải sợ chết? Chúng ta biết con người chết không phải là hết. Chúa thổi sinh khí của Ngài vào lỗ mũi con người chúng ta, có thần hay là có sự sống đời đời. Chết không phải là hết. Chết chỉ là chấm dứt thời gian sống trong cái thân thể 70-80 năm này, để tôi và bạn rời khỏi cái nhà tạm này để bước tới một cái thế giới khác. Người Việt Nam gọi sự chết đó là qua đời hay là từ trần. Qua cái đời này để tới một cái đời khác, qua cái trần này để tới một cái trần khác. Cái đó gọi là qua đời hay là từ trần. Chết không phải là hết. Và chúng ta thừa biết rằng có địa ngục và có thiên đàng. Người Việt Nam bị giấu không biết thiên đàng. 99% người Việt Nam đều biết có địa ngục, nhưng họ không biết được một sự thật tiếp theo nữa là có thiên đàng. Bởi vậy cho nên người Việt Nam nếu không được nghe sứ điệp về Tin Lành, họ không có sự lựa chọn nào khác là xuống dưới âm phủ. Và Chúa Giêsu tới mang Tin Lành qua tôi và bạn để kêu gọi và nói cho người Việt Nam biết rằng họ có quyền lựa chọn ngay ở khi còn thở.
Sau khi đã qua đời rồi, không còn sự lựa chọn nào khác, bạn và tôi bắt buộc phải tới một cái nơi mà quyết định của bạn trong khi còn thở đã chọn nó rồi. Bạn nói rằng như vậy tôi chả quyết định làm cái gì. Bạn ơi, bạn không quyết định là quyết định của bạn rồi. Mọi người hiểu không? Không quyết định lựa chọn lên thiên đàng là bạn đã quyết định chọn cái gì rồi. Bởi vậy cho nên anh chị em, cuộc sống chúng ta là tập hợp của hết thảy mọi cái chúng ta lựa chọn và quyết định. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em một cái đề tài đặc biệt lắm. Nó là một cái chìa khóa để dẫn tới cuộc sống chúng ta được thành công. Nếu như bạn ngồi tại đây, nan đề của bạn trong gia đình gần như bế tắc, bạn không có lối thoát, bạn mệt mỏi và chán chường, thì ngày hôm nay tôi muốn cho bạn biết một chủ đề quan trọng. Có ai đó có thể đã đi xem bói, xem tử vi, có ai đó dò xem từng vân tay một để xem đường tình, đường xuất ngoại, đường sống, rồi đường học vấn của mình đến mức độ nào. Rồi có ai đã nói rằng ô, cái phải song song với đường sống này là mình xuất ngoại. Hết thảy những cái điều đó để bộc lộ cho từ sâu thẳm lòng của bạn muốn biết tương lai của bạn sẽ đi đâu. Và tôi biết rằng có một đấng nắm trong tay tôi và bạn, và Ngài biết rõ 5 năm nữa, 10 năm nữa bạn sẽ là ai. Và đó chính là đề tài ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ. Đức Thánh Linh là đấng bày tỏ. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1, đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3, xin mời chúng ta cùng nhau xem lời Chúa dạy chúng ta như thế nào. Chúng ta nghe không phải nghe lời của con người. Lời con người sẽ qua đi, nhưng lời Chúa hằng còn mãi mãi. Trời đất này sẽ qua đi, nhưng lời của ta phán không bao giờ qua. Bởi vậy cho nên có hai điều sẽ luôn luôn đi theo bạn vĩnh cửu. Một là lời Chúa mà bạn đã nhận được. Hai là những linh hồn mà qua đời sống của bạn được cứu vào nước trời. Thật ra hãy đuổi theo hai giá trị đời đời đó. Đừng bao giờ quên lời Đức Chúa Trời và linh hồn của những kẻ tin nhận Chúa Giê-xu. Kinh Thánh chép, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Hãy nhắc lại cùng tôi, ban đầu. Dạ, đây là một lời khẳng định, đây là một tiên đề, chứ nó không phải là câu chuyện cổ tích. Câu chuyện cổ tích của bạn luôn luôn bắt đầu ngày xưa ngày xưa. Còn Kinh Thánh của tôi và bạn khẳng định ban đầu. Có một nữ dạy, một người phụ nữ giáo sư dạy về môn toán học, nói với tôi rằng, mục sư ạ, tôi không thể tin Chúa Giê-xu của mục sư được. Tôi bảo vì sao? Chị nói chị đã chót lỡ lời, nói rằng vì tôi là một nhà toán học. Tôi bảo chị là người toán học à? Tôi đã từng thi điểm cao và đi xuất ngoại đây. Tôi nói với chị rằng càng là nhà khoa học về môn toán càng dễ tin Chúa Giê-xu. Chị nói tại sao? Tôi nói rằng bởi vì hết thảy các môn khoa học, đặc biệt là toán, đều phải tin về tiên đề. Tiên đề định nghĩa có nghĩa là không cần phải chứng minh, không có nhu cầu cần phải chứng minh. 1+1=2, hai đường thẳng song song luôn luôn không bao giờ cắt nhau. Đó là tiên đề. Chị bảo đúng đấy nhỉ? Tại sao bây giờ tôi mới nhớ, tôi mới biết được chuyện đó chứ? Những người đó họ có niềm tin cao hơn những người khác nữa. Ở đây lời Chúa nói ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Và đất là vô hình và trống không. Hãy nhắc lại cùng tôi từ dựng. Nhà dựng đây có nghĩa là tạo dựng. Có một từ dựng khác liên quan tới con người, đó là xây dựng. Từ này là ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời và đất. Còn ông Lê Hữu Cẩn là ông xây dựng tòa nhà. Từ tạo dựng và xây dựng hai khái niệm khác nhau. Chúa tạo dựng là từ không có gì ra có gì. Còn ông Lê Hữu Cẩn, người xây dựng đó, là xây dựng từ cái gì ra cái gì. Từ sắt thép xi măng gạch vôi, ông xây dựng ra cái tòa nhà. Còn Đức Chúa Trời của tôi và bạn, đấng toàn năng, đấng toàn tri, đấng toàn tài, Ngài làm từ không có gì mà ra cái gì. Chúa tạo dựng trời và đất. Câu 2, và đất là vô hình trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực. Tiếp theo, thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Quay trở lại câu 2, và đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực. Có thể cuộc sống của bạn, có thể gia đình của bạn, có thể tấm lòng của bạn, có thể nhóm của bạn, có thể là công ty của bạn, có thể là cửa hàng của bạn, vô hình, trống không và tối đen, không có lối thoát. Thì bạn đừng đầu hàng vội.
có một lời hứa từ câu Kinh Thánh này. Thần, tiếp theo là Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Thần của Chúa, Đức Thánh Linh, hãy nhờ cậy Ngài, hãy nhận biết được rằng Chúa ơi, đời sống của con vô hình, trống không và mờ tối. Lời Chúa Giêsu nói trong bài giảng trên núi rằng phước cho những kẻ có lòng nghèo khó. Không phải phước cho những kẻ nghèo khó nhé, mà phước cho những kẻ có lòng nghèo khó. Kẻ nghèo chưa chắc đã được phước, nhưng mà lòng nghèo khó là một tấm lòng hạ mình, là một tấm lòng thừa biết được rằng tôi là một tội nhân, tôi cần tới Ngài. Không kiêu ngạo, không vênh mặt, không ngước mắt lên trên trời như vậy, không nhìn người bằng một nửa con mắt. Khi chúng ta nhận biết được rằng đời của con này, tấm lòng của con này, gia đình con này, công việc của con này, tâm trí của con này mở tối trống không, Thần của Chúa hãy hành động, con mời Ngài hãy giúp đỡ đời sống của con. Ngài là đấng tới an ủi con mà. Và nếu như bạn nhờ cậy Ngài và tìm kiếm Ngài, thì Đức Chúa Trời phán phải có sự sáng. Bất cứ làm một điều gì cần phải có ánh sáng trước. Trong bóng tối chỉ là những ông thầy mù, thầy bói sờ đuôi voi, chân voi, tai voi và vòi voi thôi. Khi bật sáng lên thì màu đỏ với màu vàng phân biệt rất là rõ ràng, màu hồng với màu đỏ cũng rõ ràng nữa. Thành ra trong Kinh Thánh, sách Răng đoạn 1 có nói rất là quan trọng sự sáng. Răng, Tin Lành Răng đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3, ban đầu, thấy không? Sáng thế ký mở đầu, ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời và đất. Sách Tin Lành Răng cũng khởi đầu một tiên đề, ban đầu. Không phải ngày xưa ngày xưa. Ngày xưa ngày xưa có nghĩa là chả có cái ngày nào. Mọi người hiểu không? Ồ, ông Cẩn ơi, tôi có một chuyện, có một bà nói với tôi đó. Ngày xưa ông với bà Kén nó đánh nhau thế nào đó. Đó là cái nói xấu sau lưng, vu khống. Cái ngày xưa đó thực ra anh ta đang bịa chuyện để nói xấu người khác. Ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Tiếp theo, ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật, câu 3 quan trọng này. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Muôn vật bởi lời được làm nên. Không có lời không bao giờ thành cái gì hết á. Mọi người hiểu không? Hết thảy chúng ta ngồi tại đây là kết quả từ lời. Ngay cả khi chúng ta sinh ra được, hoài thai trong bụng của mẹ cũng bắt đầu từ lời. Tôi lấy được vợ tôi bắt đầu từ lời. Dù tình yêu của tôi có to bằng cái thúng, nhưng mà tôi đến trước mặt vợ tôi ngọ ngoẹ rồi làm hình ảnh, cô đâu có biết rằng tôi nói gì đâu. Chúa ban cho con người chúng ta duy nhất có ngôn ngữ, ngôn ngữ để bộc lộ những suy nghĩ, những điều gì từ sâu thẳm thế giới không nhìn thấy được đi ra ngoài để trở thành thế giới thấy được. Bởi vậy cho nên hết thảy những vật thấy được nó là kết quả từ vật không thấy được, mà bắt đầu chuyển đổi từ vật không thấy được đó ra bằng phương tiện là lời. Muôn vật bởi Ngài được làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Bởi vậy cho nên muôn vật ở đây có nghĩa là ngay cả những điều tồi tệ mà xảy ra với bạn, nó đến từ lời tồi tệ mà bạn đã nói ra miệng của bạn. Người ta nói rằng nhìn vào cuộc sống của anh bây giờ như thế nào, tôi có thể khẳng định anh đã nói gì trong những ngày đã qua. Miệng mình đưa ra hạt giống như thế nào thì mùa gặt sau đó đời sống của anh sẽ gặt lại những điều mà anh nói ra bằng miệng. Bởi vậy cho nên hỡi những người làm vợ làm chồng, hãy rất là cẩn thận. Lời có thể hủy phá hôn nhân. Châm ngôn nói, người vợ khôn ngoan xây cất nhà mình. Đây là người vợ khôn ngoan, không phải người vợ tài năng. Người vợ khôn ngoan biết nói, biết gieo. Mọi người hiểu không ạ? Bởi vậy cho nên muôn vật bởi Ngài làm nên,
chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Câu 4. Không có đúng không? Ok. Bởi vậy cho nên chúng ta được biết rằng Chúa phán phải có sự sáng. Và đây lời phải được công bố ra. Tin Lành Giăng đoạn 16 câu 7 câu 8. Chủ đề của tôi đang nói về Đức Thánh Linh đấng bày tỏ. Đây là câu Kinh Thánh đặc biệt. Chúa Giêsu chuẩn bị lìa, không phải bỏ. Chúa đang chuẩn bị lìa môn đồ, không phải là bỏ. Thành ra những người nam cần phải lìa cha mẹ để dính với vợ của mình, không phải là bỏ. Hai cái khác nhau. Lìa không phải bỏ. Lìa vẫn dính với họ về tình cảm, về mối quan hệ, nhưng về trách nhiệm và về quyền tách ra để có một cái trách nhiệm riêng và quyền riêng. Và Chúa Giêsu nói khi họ rất là buồn vì nghe thấy rằng Chúa sẽ phải đi. Chúa nói: dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi. Vì nếu ta không đi thì đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi thì ta sẽ sai Ngài đến. Tiếp theo này: khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình, về sự phán xét. Hãy nhắc lại cùng tôi từ tự cáo. Dạ, thế gian tự cáo về tội lỗi. Khi Đức Thánh Linh đến thì Ngài sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi. Thế nào là tự cáo? Hãy nhìn tôi làm một thí dụ. Cái áo này của tôi đang che kín một vật nào đó. Và khi che kín như vậy, không ai nhìn thấy được cái điều gì bị che, bị nó che. Nhiều khi chúng ta trùm chăn và nói với một cái kẻ không thấy gì về cái điều mà bạn thấy nó ở trong chăn, nó sẽ cãi với bạn đến cùng. Bởi vì nó có thấy được cái thế giới bạn thấy đâu. Có nhiều khi bạn trách móc con của bạn, bạn muốn con bạn làm điều mà bạn muốn, nhưng nó cần phải thấy cơ. Có nhiều khi bạn trách móc chồng của bạn một điều mà bạn muốn chồng bạn làm, nhưng anh ta cần phải thấy cơ. Bạn đừng nghĩ rằng có những người chồng dễ bảo. Bạn đừng nghĩ rằng có những người vợ dễ bảo. Ngay cả con của bạn nó không dễ bảo đâu. Nó cũng là một tạo vật, chỉ kém bạn 30 tuổi thôi. Có một cách hay nhất mà châm ngôn lời Chúa của tôi nói rằng lòng các vua ở trong tay Đức Giê-va khác nào dòng nước chảy. Ngài muốn nghênh lệch đi đâu, đó là quyền của Ngài. Bởi vậy cho nên Chúa Giê-xu nói khi Đức Thánh Linh đến thì Ngài sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi. Nếu bạn đã quá mệt mỏi khi muốn chỉ cho ai đó cái tội của họ, mà khi bạn góp ý càng khổ bạn hơn, thì tôi kêu gọi bạn hãy dừng lại cái nghề cảnh sát mà không được trả lương đó đi. Vừa mệt bạn mà lại vừa mệt cái người nghe. Mọi người hiểu không? Và lại mệt những người xung quanh nữa. Nhiều khi lại sinh ra cáu giận nữa. Người ta nói cái bình đựng axit sẽ làm hại vùng đất xung quanh nó hơn là kẻ mà nó sẽ tạt vào. Bởi vậy cho nên Chúa nói khi mà Chúa Giêsu ở trên đất này, Ngài không cố gắng đi khắp mọi nơi để cáo trách thế gian vì tội lỗi. Phêrô có lần thấy Chúa đang cầu nguyện ở nơi núi cao, bảo Chúa ơi, người ta đang đợi Ngài. Chúa Giêsu nói gì mọi người biết không? Ta phải đi một số nơi khác. Ta xuống đây không phải việc đó. Thầy Đức Thánh Linh khi Ngài tới, Ngài sẽ khiến thế gian, Ngài sẽ mở cho tôi và bạn thấy mình có tội. Bố tôi đánh từ 11 tuổi đến năm 14 tuổi mỗi ngày một trận. Tôi trước đây tôi nhầm, tôi bảo là 2 ngày một trận. Về nhà hỏi bố: bố ơi, con đi giảng khắp mọi nơi, người ta bảo là làm gì mà bị đánh kinh thế. Bố xác nhận cho con biết rằng có phải cái thời gian đó mỗi ngày bố đánh con 2 trận không? Bố tôi bảo là một trận thôi, sao mà nhiều thế. Thế là tôi mới chuyển xuống là mỗi ngày một trận. Mà đánh như vậy đâu có thay đổi được. Nhưng rồi có một ngày, đấng đó đã gặp tôi trong một cái phòng tại khách sạn vào cuối tháng 7 năm 92, nói có đúng một lời thôi.
cuộc đời của tôi thay đổi vĩnh viễn cho tới ngày hôm nay. Khi Chúa tới, Ngài sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi. Ngài ở đây là Đức Thánh Linh đó anh chị em. Thân của Chúa đang ở giữa chúng ta tại đây. Hãy nhờ cậy Ngài cho con của bạn, nhờ cậy Ngài cho con của bạn, nhờ cậy Ngài cho chồng của bạn, nhờ cậy Ngài cho vợ của bạn. Hãy học cách trông cậy vào Ngài. Chúa ơi, con nói họ không nghe. Chúa ơi, con nói người Việt Nam tại chợ đầu xuân họ không nghe được, bởi vì là con. Ngài hãy nói đi, để khi họ nghe, họ ăn năn, họ chạy tới, thì đó là công của Ngài, chứ không phải công của con. Sự vinh hiển thuộc về Ngài, chứ không phải sự vinh hiển thuộc về con. Bởi vậy cho nên tại sao con của bạn, bạn nói không chịu nghe? Vì Ngài thừa biết rằng nếu nó nghe bạn, thì cả đời của nó sẽ được nghe bạn nói, thấy chưa, nhờ tao mà mày được như vậy đấy. Và như vậy vô cùng mệt. Và Chúa không nhường sự vinh hiển cho bất kỳ một kẻ nào. Bởi vậy cho nên Chúa Ngài làm. Việc của chúng ta cần phải làm, trách nhiệm của chúng ta. Còn việc tiếp theo là Chúa làm. Bạn nói rằng như vậy, một sự kể như vậy là tôi không cần, tôi không không được quyền nói ra sự thật, cần nhìn thấy à? Không, bạn cần chứ, bạn cần chứ. Nhưng mà cái tấm lòng của bạn nói về mục tiêu nào mới là điều quan trọng. Amen. Hãy xin Chúa cho mục tiêu nào mới là điều quan trọng. Bởi vậy cho nên hãy cùng nhau cầu nguyện cho mình trước. Tôi đã nói một lần với một ai đó, nói rằng con người trên đất này họ không cần sự thật, họ cần chân lý cơ. Sự thật có nghĩa là ném đá cho nó chết khi nó phạm tội, còn chân lý mới giải phóng người đó ra khỏi nghiện ngập xì ke ma túy. Khi bạn nói rằng mày là thằng nghiện ngập, anh ta nói rằng tôi 20 năm biết rồi ông ạ, không cần ông nói thêm, hãy giúp tôi làm sao hết nghiện đi ông ơi. Thành ra vô số những con người, tôi có nhiều tội, tôi có nhiều điểm yếu, và tôi biết và Chúa biết tôi. Tôi đang vật lộn với cái đó. Nếu bạn nhìn thấy cái lỗi như vậy, hãy cầu nguyện và làm sao giúp cho ra khỏi. Cái đó mới là điều quan trọng. Amen. Và lắng nghe này, họ khi đã ra khỏi cái nan đề đó rồi, họ sẽ mắc nợ Đức Chúa Trời. Và chính họ sau này Chúa sẽ qua họ giải phóng vô số những kẻ y như họ. Phao-lô bắt bớ, chửi bới, tấn công hội thánh, Chúa đã cứu ông ta. Sau này ông chịu khổ Chúa nhiều lắm. Thầy ra bạn ơi, nếu như ai đó tại đây là cục xương cứng, hãy nhịn nhục với họ. Chúa sớm muộn gì sẽ khuất phục được con người đó đấy. Càng cục xương, sau này Chúa ninh càng kỹ. Amen anh chị em. Mà ninh xương càng kỹ, cục càng cứng thì chất lượng càng tốt. Tiếp theo, sách rằng, bởi vậy cho nên hãy để cho Chúa cáo trách thế gian về tội lỗi. Việc của bạn mang tin lành tới, còn việc cáo trách tiếp theo đó là Chúa làm. Ta còn nói câu 12 này. Đây là lời Chúa Giêsu nói nha. Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Ôi ôi ôi, Chúa đấng quyền năng mà Ngài nói với những người môn đồ của Ngài rằng ta còn có rất nhiều điều, nhưng nói bây giờ các ngươi cũng chả hiểu được. Bởi vì sao? Bởi vì các ngươi nghe những lời thuộc linh bằng cái đầu xác thịt, thành ra không thể hiểu nổi. Bây giờ bạn thử tưởng tượng, bạn bắt một con khỉ mà giải thích cho nó về Internet, thì bạn thử hiểu cho nó hiểu gì không? Thì bạn bấm nó cũng bấm, vì nó bắt chước bạn thôi. Nhưng mà bạn biết bấm vào cái gì, còn nó biết, nó chả biết bấm cái gì. Thành ra Chúa nói, ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Thành ra Chúa mới nói rằng câu trước đó, ta đi lấy lời đấy. Vì sao? Bởi vì khi ta còn ở trong xác thịt, ta không thể nhảy vào trong các ngươi để giải thích từ bên trong cho các ngươi được. Mọi người có bao giờ rơi vào tình trạng là tôi buồn không hiểu với đâu tôi buồn không? Bỗng nhiên ngồi như vậy buồn thê thảm, mà bát phở vẫn nóng cháy như vậy nhá, chồng vẫn ok nhá, công việc vẫn tốt nhá, trời nắng đẹp thế kia, mà vẫn buồn, mà không hiểu vì sao buồn, cứ buồn rơi buồn rụng, buồn thê buồn thảm. Câu đó nói với bạn và tôi biết rằng nhiều khi chúng ta không hiểu tại sao nữa, nhiều khi chúng ta không hiểu chúng ta nữa. Có một người nói, anh chị em ơi, Đức Thánh Linh, mặc dù bạn không nhìn thấy thân thể của Ngài, nhưng Ngài hiện hữu tại đây còn rõ hơn cả bạn ngồi tại đây nữa. Tôi phản đối lúc đó. Thì sau này khi nghiên cứu thấy ông nói đúng. Vì có nhiều người ngồi tại đây này mà không phải ở đây. Thân thể ngồi tại đây nhưng đầu bắt đầu đi lang thang Hà Nội, Sài Gòn. Nghe mà không hiểu là ông này đang nói cái gì nữa. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Đặc biệt các ông chồng, khi bàn bạc với câu chuyện giữa với vợ là đầu đi chỗ khác rồi đấy. Rõ ràng ngồi bên cạnh vợ mà đầu chỗ khác rồi. Thành ra
rõ ràng nhìn thấy thân thể mà ông không có ở đây, ông đi chỗ khác. 30 phút bàn với chồng đi nghỉ ở biển nào, biển nào. Bảo anh thấy sao? Ừ, mua cái máy ảnh ấy rẻ đấy. Không hiểu ông nghe cái gì. Đấy không phải trường hợp đặc biệt, tôi và bạn cũng giống như vậy đấy. Tiếp theo câu Kinh Thánh: lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Đấy này, Chúa Giê-xu nói có nhiều điều cao quá lẽ các ngươi, nhưng khi nào Đức Thánh Linh đến thì Ngài sẽ dạy các ngươi mọi sự. Ai có quyển Kinh Thánh trong tay, giơ tay giơ lên tôi xem nào. Giơ quyển Thánh Kinh nhá, cùng nhau thành thật nhá. Giống như hệt tôi thôi, có những giai đoạn đầu tiên đọc cái chả hiểu cái gì. Rồi có nhiều khi quyển Thánh Kinh mà tôi ném xuống gầm giường một năm rưỡi nằm ở đó. Từ năm 90 cho đến giữa năm 91 nằm ở dưới gầm giường. Vì đọc không hay bằng mấy tờ báo lá cải ở cộng đồng Việt Nam tại Moscow. Cái gì khiến cho sau đó bỗng nhiên lại thấy hay? Bởi vì có một đấng, đấng đó là Đức Thánh Linh, thần lẽ thật sẽ đến. Chúa Giêsu nói ta là lẽ thật, là đường đi và là sự sống. Và Chúa Thánh Linh lại là thần lẽ thật. Cho nên Chúa Thánh Linh sẽ giúp chúng ta hiểu về Chúa Giêsu rõ hơn. Ai đã từng một lần nghe Hoàng đế Quang Trung ở Việt Nam, giơ tay tôi xem nào. Hoàng đế Quang Trung, vua Quang Trung mà không biết là vua Quang Trung à? Nguyễn Huệ Quang Trung đấy. Chỉ sống cách chúng ta đây hơn 200 năm mà bạn đâu biết tính tình của ông ra làm sao đâu. Đúng là màu da vàng, tóc đen như chúng ta, mà chúng ta chỉ nghe một vài cái tên. Ông hành quân ra ngoài Bắc như thế nào, đánh quân ra làm sao, ở ăn Tết muộn chút như thế nào. Đó, hết, Gò Đống Đa, hết. Còn không biết ông ấy buồn, ông đau, ông tính tình ra làm sao. Thế mà tại sao Chúa Giêsu, bạn và tôi lại biết là một con người cách chúng ta đây 2000 năm rõ thế? Vua Quang Trung chỉ cách chúng ta có 200 năm mà mình mờ mờ ảo ảo. Sắp tới không biết là Việt Nam mà có loại bỏ môn lịch sử ra khỏi giáo dục hay không đấy. Là còn không biết ông nào và ông nào nữa cơ. Mất môn lịch sử là mất tấm lòng tự hào dân tộc. Mất môn lịch sử là con người chúng ta sẽ mất gốc. Cái đó là một đại nạn. Tôi luôn nói với hai con trai tôi rằng có hai môn ba luôn luôn ước ao cho các con nghiên cứu và đọc. Đó là môn địa lý và môn lịch sử. Dù có giỏi toán, giỏi lý, giỏi hóa thì các con cũng cần phải biết hai môn này. Địa lý các con sẽ nhìn thấy trái đất không lớn như các con tưởng đâu. Lịch sử các con sẽ hiểu được rằng gốc chúng ta từ đâu ra. Đời trước họ sẽ phạm thất bại gì và thành công cái gì. Không có điều gì mới bây giờ đâu. Nó chỉ lặp lại của đời trước thôi. Học cái gì của lịch sử thì tránh thất bại của bây giờ. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Tiếp theo, vì Đức Thánh Linh không tự nói mình nhưng nói mọi điều mình đã nghe, thấy chưa? Cái gì mà Đức Thánh Linh biết về Chúa Giêsu, Ngài sẽ cho chúng ta rõ lắm. Bạn nhiều khi chưa hiểu được bạn nhiều khi chưa hiểu được vợ của bạn, thế mà về Chúa Giêsu nhờ Đức Thánh Linh đây này, nhờ Đức Thánh Linh này. Có nhiều khi bạn làm một việc bạn không biết vợ bạn buồn, nhưng có nhiều khi bạn làm việc đó bạn biết ngay Chúa buồn. Không được, cái này là Chúa sẽ buồn. Bởi vì có Đức Thánh Linh ở bên trong của bạn. Lời Kinh Thánh chép rằng vì Ngài không nói tự mình nhưng nói mọi điều mình đã nghe và bày tỏ cho các ngươi những sự sẽ đến. Cảm ơn Chúa và Đức Thánh Linh. Cảm ơn Ngài và Đức Thánh Linh. Amen. Sách Giăng đoạn 6, đây là câu Kinh Thánh cuối cùng. Chúa Thánh Linh là đấng bày tỏ, anh chị em. Chúa Thánh Linh là đấng bày tỏ. Đây là một cái câu chuyện mà rất là đặc biệt. Vào cái ngày rất nhiều người đến, Chúa Ngài giảng một cái bài giảng. Ngài nói rằng thịt ta là đồ ăn, huyết ta là đồ uống. Ai không ăn thịt ta, không uống huyết ta sẽ không có sự sống đời đời. Các môn đồ nghe cái này thấy bị choáng. Và nhiều người bỏ đi. Bạn nói tôi mà ở đó tôi sẽ không bỏ đi. Nhầm rồi. Tôi ở đó cùng với bạn cũng sẽ bỏ đi. Bạn thử tưởng tượng ông Đỗ Mạnh Trung đứng ở đây nói rằng thịt ta là đồ ăn, huyết ta là đồ uống, bị sao? Chúa Giêsu nói như vậy đấy. Ngài đứng trước đối với những con người đang ở xung quanh, Ngài là một con người. Khi nói rằng thịt ta là đồ ăn, huyết ta là đồ uống, nhiều người họ bỏ đi. Có một số người nói, môn đồ nói, Chúa nói cái gì mà lạ thế?
Tại sao ngài nói như vậy, người ta bỏ đi rồi kia. Nhìn câu Kinh Thánh Chúa dạy này: ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và là sự sống. Họ nghe theo nghĩa đen, cho nên họ thấy kỳ cục. Tiếp theo, câu Kinh Thánh tiếp theo này: song trong vòng các ngươi có kẻ không tin, vì Đức Chúa Giêsu biết từ ban đầu ai là kẻ không tin, ai là kẻ sẽ phản ngài. Tiếp, ngài lại phán rằng: chính vì cớ đó mà ta đã nói cùng các ngươi, nếu Cha chẳng ban cho thì chẳng ai tới cùng ta được. Đây là một nguyên tắc hầu việc. Đừng dụ dỗ người ta đi theo mình, đừng tán người ta đi theo mình, đừng thả mồi cho người ta đi theo mình. Bởi vì lời Chúa nói rằng nếu Cha mà không cho phép thì chẳng ai tới được với ta đâu. Tiếp theo, từ lúc ấy, sau khi nghe lời giảng phía trên, có nhiều môn đồ của ngài trở lui, không đi với ngài nữa. Ngài có sợ không? Không. Tiếp theo, Đức Chúa Giêsu phán cùng 12 sứ đồ rằng: tại sao là chỉ có 12? Ngài nói với những con người và bạn sẽ nhìn thấy tại sao họ trung thành với ngài đến cuối cùng, trừ một người Judas Iscariot. Đức Chúa Giêsu phán cùng 12 sứ đồ rằng: còn các ngươi cũng muốn bỏ đi không? Ngài không tìm cách lôi kéo họ lại. Ngài hỏi: thế còn các ngươi cũng muốn bỏ đi không? Bây giờ chúng ta cùng nhau nghe này. Tiếp theo, câu 68. Simon Phêrô đại diện cho 11 người còn lại thưa rằng: lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. 12 người này nhận được sự tỏ ra từ trời. Thần linh mang sự sống, xác thịt mang tới sự chết. Tất cả những hội, những người bỏ đi kia, họ nghe lời Chúa dạy theo xác thịt. Còn 12 người này, đặc biệt là 11 người, họ được nhận được lời sống từ trời. Chúa nói: đây thịt ta là đồ ăn, huyết ta là đồ uống. Đức Thánh Linh đã tỏ cho họ biết. Đức Thánh Linh đã tới. Ngài mở cho họ điều giấu kín trong cái lời nói vừa ra từ miệng của ngài. Những người kia chỉ nghe thấy một sứ điệp kỳ cục, còn thần linh mang tới sự sống, xác thịt không ích chi. Lời của ta phán bởi Thánh Linh sẽ mang tới thần linh và sự sống. Ngài mở cho họ sự bí mật giàu có, anh chị em ơi. Tại sao chúng ta đi theo ngài, không phải theo con người? Chúng ta đi theo bởi vì chúng ta nhìn thấy điều mà người bình thường không nhìn thấy. Amen anh chị em. Hallelujah. Bởi vậy cho nên cái đó mới là điều quan trọng. Năm 93 khi về Việt Nam, bố tôi hỏi: Hùng, tương lai của mày nghề gì? Tôi đang học trường mỏ tại Moscow, ra trường sẽ là kỹ sư mỏ. Tôi đang: bố ạ, ra trường con sẽ là, sau này con sẽ là người truyền đạo. Bố tôi hỏi: truyền đạo là cái nghề gì? Bố chỉ nghe thấy kỹ sư, bác sĩ và luật sư. Truyền đạo là cái nghề gì? Tôi nói rằng truyền đạo có nghĩa là đi giảng với Giê-xu có và sống. Ông nói rằng thế thì cứ một ngày mới nói được nửa tiếng là cùng, 15 phút là cùng, chứ đâu cần cả đời. Đâu cần cả đời. Tôi nói rằng: nhưng mà con đã hứa với Chúa cả đời đi giảng với Chúa Giê-xu, đó là nghề truyền đạo. Thế lương bao nhiêu? Bảo không biết. Thế gia đình của mày làm sao? Cũng chưa biết. Đó. Và bố tôi, bây giờ tôi hiểu được bố của tôi nhìn thằng con trai của tôi mà bỗng nhiên nó đến nó nói với tôi một sứ điệp, làm một cái nghề gì đó chẳng hạn, mà cũng chả biết tương lai như nào, chắc là tôi xỉu luôn. Thông cảm với bố mình ngày xưa, tuổi tôi còn trẻ quá và kinh nghiệm về Chúa ít quá, thành ra giáng cho bố một cái búa vào đầu làm cho ông ấy xỉu. Bố tôi không nhận được sự tỏ ra từ trời, chỉ còn tôi lúc đó nhận ra sự tỏ ra từ trời là đi truyền giảng về Chúa Giêsu, đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Nhưng mà bố tôi thì chỉ nghe bởi cái gì mà ông ta nghe, thành ra ông ta bị choáng. Còn tôi đã được nghe từ trời, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, mà tôi không thể giải nghĩa hết cho ông ấy được bằng ngôn ngữ của con người. Bởi vậy cho nên lời Chúa nói rằng Simon Phêrô cùng với những người kia được nhận ra sự tỏ ra từ trời. Đức Thánh Linh là đấng mang sự tỏ ra tới. Anh chị em ơi, bạn ngồi tại đây đừng chỉ nghe bài giảng không thôi. Bạn mà nghe bài giảng tôi giảng cho bạn, bạn chả hiểu cái gì hết đấy. Bạn hãy cầu nguyện: Chúa Thánh Linh ơi, con người này nói như vậy, hãy mở cho con biết. Thế đây 2 tháng trước, tôi đọc Kinh Thánh nhức đầu, tôi xem báo nhức đầu, đọc sách nhức đầu. Có người cho tôi lời khuyên đeo kính vào.
tuổi mục sư 45 rồi, lão rồi. Thì tôi đeo kính cho tới ngày hôm nay rất là rõ ràng. Đây là sự tỏ ra. Nhờ cái này này, nó sáng giả ra. Nhờ cái này mà đọc sách không bị nhức đầu, máu không dồn lên não. Có một loại kính khác, khi bạn đeo nó vào, lập tức thấy người chuyển động. Bạn đeo nó vào, thấy bắt đầu mưa, tuyết nó rơi vào mặt. Đó là theo 3D hay 4D, 5D gì đó. Rung như vậy này. Kính đức tin bởi Đức Thánh Linh, đeo nó vào, bạn sẽ nhìn thấy câu chuyện nó khác. Amen anh chị em. Thật ra tôi kêu gọi mỗi chúng ta, khi đến hội thánh, khi đọc kinh thánh, hay nghe bất kỳ một bài giảng nào, đừng nghe con người, đừng chỉ nghe con người giảng. Chúa Giêsu hiện thân 2000 năm trước đấy, ở cùng với họ 3 năm đấy, Ngài nói rằng ta đi lấy ích lợi, vì ta có nhiều chuyện lắm nói với các ngươi, nhưng nếu các ngươi không nhờ cậy Đức Thánh Linh đó, thì vô tích sự, nói cũng không hiểu gì đâu. Cái đó là cái đại nạn anh chị em. Cái đó là cái mà sự kiêu ngạo không bao giờ nhận được cái gì hết đó. Chúa mở sự bí mật cho những kẻ đơn sơ và con trẻ, Ngài đóng kín những kẻ kiêu ngạo. Thành ra hãy nhờ cậy Đức Thánh Linh anh chị em. Hãy nhờ cậy Đức Thánh Linh. Amen. Chúng ta cùng nhau đứng dậy nè. Đức Thánh Linh ơi, nếu Ngài không bày tỏ thì chúng con thực sự chiến đấu vô tích sự. Chính lời của Ngài nói rằng không phải bởi năng lực, không phải bởi quyền thế, nhưng bởi thần của ta. Bao nhiêu con người có những nan đề mà chính Đức Thánh Linh, Ngài hiểu được họ, Ngài bày tỏ. Đức Thánh Linh bày tỏ Cha, bày tỏ Con cho mỗi chúng con. Ngài bày tỏ cho chúng con sự thờ lạy Ngài. Biết bao nhiêu điều chúng con cần phải đối nhân xử thế, chúng con cần phải làm việc với con người, với con người. Có những điều chúng con cần phải tư vấn, có những người chúng con cần phải khuyên bảo với con cái chúng con, vợ, chồng, cha, mẹ, những nhân viên cùng làm việc. Chúng con nhờ cậy Ngài. Chúng con nhờ cậy Ngài. Đức Thánh Linh ơi, xin anh chị em hãy cầu nguyện cùng tôi nhé. Cầu nguyện cho chính bạn. Đức Thánh Linh là đấng bày tỏ. Sách Roma, lời Chúa nói rất là đặc biệt. Những sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng chưa hề nghĩ tới, thì Đức Chúa Trời đã bày tỏ những điều đó cho những kẻ yêu mến Ngài. Đức Thánh Linh là đấng bày tỏ những sự mầu nhiệm cho những kẻ yêu mến Ngài. Hallelujah. Hãy mở mắt nhìn tôi này. Chúng ta làm việc nhận lương hàng tháng, nhưng mà sự thật nha, tôi nói cho anh chị em bí mật, tiền của chúng ta không để trong ví, tiền của chúng ta gửi nhà băng. Mà khi gửi nhà băng xong rồi, mọi người biết nhà băng gửi đi đâu không? Gửi lên trời. Nó là những con số. Thật ra có những kẻ mà ăn trộm ăn cắp ấy, trong computer đó, nó lần được cái cốt của bạn ấy, nó lấy tiền từ không khí xuống của bạn. Mọi người hiểu không ạ? Thực ra không khí này giàu lắm. Tiền đang bay ở trên không khí này này. Mọi người hiểu không? Tiền đang bay đây, làm sao mà chộp được nó? Mắt bình thường không nhìn thấy được. Nó đang bay đây này. Và Đức Thánh Linh là đấng sẽ giúp chúng ta. Phước, mang phước từ trời tới khiến chúng ta giàu có mà không thêm sự đau đớn nào vào đâu. Đó là lời Chúa hứa như vậy. Bởi vậy cho nên càng hơn bao giờ hết, tôi nói không phải chỉ tiền nhé, tôi đã nói về nhiều sự tỏ ra khác đấy. Tính cách của con, mối quan hệ với vợ, mối quan hệ với chồng, nói chuyện với nhân viên, đủ hết thảy mọi thứ. Chúng ta cần Đức Thánh Linh hơn bao giờ hết bây giờ. Thành ra bây giờ hãy đến với Chúa cầu nguyện đi. Hãy nói thật với Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa Thánh Linh ơi, con thực sự không biết được rõ Ngài như cần phải biết. Đức Thánh Linh ơi, Ngài có thể nói về Ngài, Ngài có thể giúp con làm quen với Ngài hơn bất kỳ một kẻ nào trong căn phòng này giúp. Hãy giúp đỡ con, hãy cho con được gần Ngài hơn. Hãy giúp con tới với Ngài, hiểu về Ngài rõ hơn. Khi bạn thành thật nói với Chúa như vậy, cuộc sống của bạn trong mối quan hệ với Ngài khác hẳn luôn. Chắc chắn khác. Hallelujah. Mời ai đó lên đánh đàn hộ nào. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn.
Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.